Cho nên ở đây chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, là chúng ta phải học hạnh Phật, tu theo lời Phật dạy, nhớ công đức của Phật, đấy mới chính thức là xưng dương danh hiệu Phật. Các Phật tử nhớ Thầy chưa nào? Ở đây Thầy không cấm các Phật tử xưng dương danh hiệu Phật, đọc tên Phật không cấm, vẫn rất tốt. Nhưng mà đọc tên như thế phải hiểu bản chất của nó. Con Nam Mô A Di Đà Phật là con phải nhớ, con tu tất cả lời Phật dạy. Phật dạy ba phước vãng sinh đấy, chúng con phải tu, phải giữ gìn giới hạnh, chúng ta làm các hạnh, bố thí cúng dường đầy đủ, nghe không? Thì đấy là con tu theo Phật và con xưng danh hiệu Phật đấy. Chứ không phải con ngồi con cứ đọc tên Phật thế là xong đâu. Con chẳng làm gì cả, hiếu thảo cha mẹ cũng không giữ, phải không? Chỉ trai giữ giới cũng không giữ, phải không? Đọc tụng kinh điển cũng không đọc nữa, khuyến tấn người khác tu hành cũng không khuyến tấn, mà kệ hết, cứ ngồi đọc câu Nam Mô A Di Phật thế là đủ hết công đức rồi, thế thì hỏng rồi. Thế thì Thầy hỏi xã hội này còn phát triển làm sao được nữa, đạo đức làm sao truyền bá được nữa. Đấy, như vậy là chúng ta tự cô lập lời Phật dạy, làm hỏng đi, hiểu sai lời Phật dạy rồi nhé. Cho nên toàn chúng tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng, Thầy mong tất cả mọi người phải hiểu thấu cái chỗ này. Cái pháp môn chúng ta gọi là niệm Phật là như vậy. Niệm Phật là nhớ về Phật, nhớ về Phật là nhớ các lời Phật dạy, thực hành công hạnh của Phật. Đấy là chúng ta đang nhớ Phật đấy, chứ không phải niệm Phật là chỉ đọc tên Phật xuông không đâu. Đọc tên Phật xuông như vậy người ta sẽ trách mình là mấy ông mấy bà này chỉ biết bụng miệng Nam Mô mà bụng vẫn có bồ rau găm đấy. Tức là bồ rau găm này là cái bụng không tốt. Người dân tộc người ta bảo cái bụng của nó không tốt, nghe không? Cái lòng nó không tốt đâu. Đấy, phải bụng tốt bằng hành động. Đấy là chúng ta chân thật niệm Phật đấy. Và tu như vậy nhất khoát chúng ta có công đức. Chứ còn chỉ đọc tên Phật không, không thể nào có đầy đủ công đức được nếu không hành hạnh. Cho nên tu niệm Phật nhưng phải tu công đức niệm Phật, nhưng phải trì giới niệm Phật, nhưng mà phải làm tất cả các cái việc thiện, thiện phước không bỏ. Nhớ chưa nào? Hôm nay cũng tiếp tục kinh Địa Tạng, chúng ta chuyển sang quyển này là sang quyển Hạ rồi. Phẩm này là phẩm thứ 10, có tựa đề là so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí. So sánh nhân duyên công đức của sự bố thí. So sánh tức là đem cái này so sánh với cái kia. Ít nhất phải có hai cái mới có sự so sánh, đúng không? So sánh giữa cái này với cái kia, chứ không ai so sánh một cái độc nhất. Phải có hai cái mới có so sánh. Mà trên pháp giới này của chúng ta không bao giờ có cái gì là một, chỉ có cái là nhất chân pháp giới thì là một thôi, còn đâu tất cả bao giờ cũng có hai. Có âm thì có dương, có đúng thì có sai, có tốt thì có xấu, có trắng thì có đen, có tối thì có sáng, nghe không? Không bao giờ có một cả, bao giờ cũng có hai. Đấy, đây là cái pháp giới của chúng ta nó thành lập lên là từ cái chỗ hai thế. Cho nên gọi là thái cực sinh ra lưỡng nghi là hai cái, lưỡng nghi sinh ra tứ tượng là thế đấy, nghe, tứ tượng sinh bát quái, tức là cái pháp sinh của vũ trụ này nó là như thế, là như vậy, bao giờ cũng như vậy, từ nhất sinh nhị, nhị rồi sinh ra tất 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 một cái, bao giờ nó cũng từ cái đó nhé. Thế thì cái so sánh tức là so sánh từ hai cái trở lên, nhân duyên công đức của sự bố thí, tức là đây muốn so sánh xem cái công đức của sự bố thí nó khác nhau như thế nào. Bố thí thì thường người ta nói là bố thí sinh ra phước báo, mà ít ai nói sinh ra công đức. Nhưng tại sao đây gọi là nhân duyên công đức của sự bố thí? Bố thí sinh ra phước báo là đúng rồi, nhưng bố thí cũng có thể sinh ra công đức. Khi chúng ta bố thí mà có tu tâm trong đó thì lập tức sinh ra công đức. Tất cả những hành vi gì của chúng ta mà có sự tu tâm ở trong đó là sinh ra công đức. Tu tâm hướng thiện là sinh ra công đức đó. Thế vậy thì khi chúng ta bố thí mà có điều phục tâm, có chân thật tu tâm thì sẽ phát sinh công đức thôi nhé. Đấy, chứ còn bình thường ta bố thí, thấy người ta bố thí, người ta cho mình cũng cho, mình chẳng có tu tâm gì cả, thôi tôi cũng cho, có khi tôi vì danh tôi cho, thì cái cho đấy chỉ sinh ra phước báo mà chưa sinh ra được công đức. Nhưng có sự tu tâm là sẽ sinh ra công đức. Cho nên công đức phải sinh ra được từ cái tâm này được điều phục. Các quý Phật tử rõ chưa nào? Đấy, cho nên bố thí cũng sinh ra phúc, cũng sinh ra công đức nhé. Thế chúng ta vào cái phẩm thứ 10 này. Bố thí là gì? Bố thí tức là sự cho ra, là sự xả đi, gọi là bố thí. Nghe không? Cái chữ bố đúng ra có nghĩa là rộng rãi, và bố cáo tức là thông báo rộng rãi cho mọi người. Cái bố là như vậy đấy. Thí tức là cho ra, chữ thí là cho ra. Cho ra thì ở đây ấy, nếu cho ra với người trên mình gọi là cúng, là tặng, là biếu. Cho ra với người dưới thì mình gọi là thí. Nghe không? Thí đấy. Người ăn mày ăn xin thì chúng ta hay gọi thí, chứ ít ai gọi từ biếu hay là cúng cho người ăn xin đâu.
Thôi thì cái ngôn ngữ thế gian chúng ta phân biệt như thế. Còn các thầy thì cũng cứ nói biếu cả người ăn xin cũng không sao, cúng người ăn xin cũng không sao. Đấy, nhiều nơi ông mày ông đi đường, ông ăn mày ông chết, nó sinh nó thành ra cái mộ mà nó đùn mối lên, khối người đến cái mộ đấy cúng ông ăn mày đấy. Vào cái mộ ông ăn mày nó phát, cũng cúng cho ông ăn mày. À, cho nên cái chuyện bố thí hay cúng dường cùng một nghĩa là xả đi, cho ra. Nghe không? Đấy, thì tại sao Phật lại dạy trong Kinh Địa Tạng này, dạy chúng ta cái phần bố thí? Vì thưa đại chúng, bố thí là cái đứng đầu trong các hạnh của người tu Phật. Trong tu lục độ thì bố thí là đứng đầu. Người muốn vào Phật Pháp mà không biết tu cái bố thí thì đừng nói chuyện đi vào Phật Pháp, không vào nổi đâu. Cái này, cái người không biết bố thí tức là tâm còn tham lam xẻn tiếc, như thế này thì làm sao vào Phật Pháp nổi, không mở. Khi bố thí tâm nó mới có thể mở ra được một chút, không bố thí làm sao mở ra được cái gì. Đấy, cho nên đã là người con Phật phải học hạnh bố thí. Dù là người nào, ở giai cấp nào, đã vào Phật phải tu cái nhân bố thí đứng đầu. Cho nên Phật mới xếp bố thí đứng đầu trong lục độ. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Không bố thí đi đầu không có được cái gì cả nha. Nhờ chúng ta sẽ vào để xem ở đây Phật dạy cho Ngài Địa Tạng so sánh nhân duyên công đức của việc bố thí thế nào. Bố thí như thế nào thì cao, thế nào thì thấp, thế nào được nhiều, thế nào được ít công đức phước báo. Chúng ta vào văn kinh. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nương oai thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: trong pháp hội này, sau khi Đức Phật nói về công đức của xưng danh hiệu Phật, thì đến cái phẩm này, thì Đức Địa Tạng ở trong pháp hội làm sao? Đứng dậy xong rồi quỳ gối, muốn thưa hỏi cái gì thì đứng dậy cái xong lại quỳ xuống. Quỳ mà ở Ấn Độ ngày xưa người ta quỳ một chân xuống. Đấy, một chân quỳ một chân này. Thế rồi nếu mà các sư ngày xưa thì còn chạch cái ao này, vai áo này ra, hở cái vai này ra. Thế tại sao mà các sư khi bạch Phật này cứ phải chạch cái vai áo này ra? Bình thường thì che kín, nhưng mà lúc nào lễ Phật bạch Phật thì chạch cái vai áo này ra. Là sao thế? Cái ý này là bày tỏ bạch Phật, con sẵn sàng gánh vác trách nhiệm của Như Lai. Phật nói gì, dạy gì, giao nhiệm vụ gì cho con là con ghé vai đây này, con bày vai con ra, gánh cái vai phải này này. Nghe không? Cái vai phải này vai gánh vác, chứ không phải. Cho nên các sư ở Nam Tông á, người ta mặc áo ta hay hở cái vai này cũng là thế, là bày vai ra để gánh vác. Vai này chứ che kín thế này nó phủ lên, có áo có y rồi thì không gánh vác được cái gì, nhưng mà bày ra con sẵn sàng con gánh vác đấy. Phật giao trọng trách gì, Phật nói cái gì con sẽ gánh vác. Con sẽ gánh vác sứ mệnh của Như Lai, con làm sứ giả của Như Lai. Nghe không? Chúng ta phải hiểu ý nghĩa thế nhé. Chư Bồ Tát cũng thế, khi bạch Phật thỉnh Phật, Phật dạy cái gì? Bày vai áo ra. Nghe không? Quỳ gối đảnh lễ xuống rồi bày vai áo ra bạch Phật. Thì Đức Địa Tạng nương oai thần của Phật, vẫn là nương oai thần Phật, rất là khiêm tốn, chứ không phải là tự con mà biết được đâu. Đức Địa Tạng mới bạch thế nào? Kính bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sinh trong nghiệp đạo so sánh sánh về sự bố thí có nhẹ, có nặng. Có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc đến hưởng phước lợi trong 100 đời, 1000 đời. Những sự ấy là tại làm sao như thế? Cúi xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho. Đức Địa Tạng nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sinh trong nghiệp đạo. Trong nghiệp đạo tức là gì? Trong lục đạo luân hồi chúng ta đấy. Ngài dùng con mắt của Ngài, mắt của Bồ Tát, Ngài soi xét chúng sinh trong lục đạo luân hồi này, thì Ngài thấy so sánh về sự bố thí, con thấy nó có nhẹ có nặng. Bố thí có nhẹ có nặng, tức là có cái được nhiều, cái được ít. Thì con thấy có người cũng bố thí thì được hưởng phước trong 1 đời thôi, có người bố thí hưởng phước được 10 đời, có người bố thí hưởng phước 100.000 đời và rất nhiều. Thì con không hiểu là như thế là tại làm sao? Cúi xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho. Con không hiểu nhé. Đấy, thế đại chúng ở đây chúng ta đã hiểu được chỗ này chưa? Chắc cũng chưa đúng không? Cũng muốn nghe Đức Phật trả lời Ngài Địa Tạng tiếp không? Nếu ai hiểu rồi. Chúng ta thì cũng chỉ biết
bố thí là có phước thôi, còn nó như thế nào mình cũng chưa hiểu tường tận, nghe không? Thì thôi lắng nghe Phật dạy tiếp. Bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ta ở trong toàn thể chúng hội nơi cung trời Đao Lợi này, giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của việc bố thí ở cõi Diêm Phù Đề, ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Đức Phật nói rằng nay ở trong chúng hội này, Đức Phật ở trong chúng hội này mà đang trên cung trời Đao Lợi. Đấy, cái bộ kinh Địa Tạng này được thuyết tại cung trời Đao Lợi. Nghe không? Cung trời Đao Lợi là cung trời mà ông Đế Thích Ngọc Hoàng, ông ấy đang ngự ở đó. Đấy, ông cũng có duyên xuống chùa mình rồi, xuống trồng cây Bồ Đề ở chùa mình rồi. Thế thì có hay không? Mai mốt Phật tử nào tu khéo muốn lên trời ấy, là Thầy nói ông Đế Thích ông đón lên, chơi. Đấy, chơi không? Nghe không? Đó, giảng về, ở tại đây Ngài sẽ giảng về cái công đức khinh trọng, khinh tức là nhẹ, trọng tức là nặng, nặng nhẹ của việc bố thí ở cõi Diêm Phù Đề này. Ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Tại sao lại ở cõi Diêm Phù Đề này? Tại vì có nhiều cõi không có sự bố thí. Ví dụ như Thầy nói, ở cõi Bắc Câu Lô Châu, chúng sinh đấy không hề biết bố thí. Họ sinh về cái cõi Bắc Câu Lô Châu này là họ sống ai cũng thế, phước báo như nhau, sống đủ 1.000 tuổi mới chết, chẳng ai bệnh tật gì cả. Cho nên họ cũng chẳng biết bố thí, họ không biết cúng dường. Ở đấy mà nói bảo bác bố thí cho tôi cái này cái kia là họ buồn cười lắm, họ không hiểu đâu. Tại sao lại phải bố thí? Chẳng cần phải bố thí mà cũng chẳng cần ai phải xin ai. Không có người giàu kẻ nghèo thì làm sao phải bố thí? Đấy, cho nên Thầy nói ở cái cõi Diêm Phù Đề này của chúng ta, nó có nghiệp báo sai biệt, có kẻ giàu người nghèo, chúng ta mới có cái phước, có cái công đức của bố thí. Cho nên nói thì nói thế, tất cả chúng ta ai khá giả một chút thì phải cảm ơn cái người nghèo hơn mình, vì có họ nghèo hơn mình, khổ hơn mình mới có thể bố thí, nghe không? Đấy, hoặc cảm ơn chư tăng các Phật tử đã cùng nhau góp tiền để xây cái chùa để cho mình có chỗ cúng dường, và chư tăng có tu hành thanh tịnh để mình cúng dường. Nếu không thì nếu không có ai tu nữa thì mình chả biết cúng dường thế nào. Không ai nghèo khổ hoạn nạn thì mình cũng không biết bố thí, thì mình cũng lại giống như dân ở Bắc Cô Lô Châu thôi, chả biết gì cả. Mà không bố thí thì làm sao có nhân duyên để thành Phật đạo được. Đấy, cho nên cõi Bắc Cô Lô Châu không có Phật ra đời. Cõi này, nhân duyên cõi này không có Đức Phật ra đời đâu, thưa đại chúng. Bao nhiêu kiếp cũng không có Phật nào ra đời ở cái cõi Bắc Cô Lô Châu này. Thế cơ mà. Cho nên chúng ta tuy sinh ở cõi Diêm Phù Đề này khổ, có khổ nhưng vẫn có cái vui, cái hạnh phúc là có Phật ra đời, có giáo pháp của Phật, có người nghèo hơn mình, có người hoạn nạn hơn mình, có tai ương, có bệnh hoạn, bệnh dịch để chúng ta có duyên được bố thí, được làm phúc. Cái này phải cảm ơn đấy. Cho nên Thầy đề nghị tất cả các Phật tử sau này khi mà đi bố thí, đi làm từ thiện gì thì đều phải cảm ơn cái người nhận cái đồ của mình. Nghe không? Chúng ta thử cho họ mà họ không nhận xem mình có buồn không? Không buồn chứ nhỉ? Cảm ơn bác nhé. Ở đời, ở tại gia họ không biết thì họ bắt cái người nhận ấy phải cảm ơn tôi, phải nhớ ơn tôi. Nhưng chúng ta là con Phật thì chúng ta lại cảm ơn họ. Bác đã hoan hỷ nhận quà của chúng tôi. Đấy, Phật tử phải thấy như thế đấy. Chứ không phải là chúng ta được phước báo đấy. Phải không? Một vài trăm nghìn chúng ta ở nhà, chúng ta ăn hết xong chúng ta hết phước, chúng ta đọa. Nhưng nhờ chúng ta bỏ vài trăm nghìn, chúng ta có cái người nhận bố thí của mình, mà mình có cái phước nó nâng đỡ, mà mình thoát tai nạn nhiều kiếp sau mình được giàu có, sung sướng. Đấy, thế thì phải cảm ơn họ chứ. Họ cho mình phước báo mà. Mình phải cảm ơn họ. Đây là lẽ chân thật của đạo đấy. Nhá. Thì Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Phật rằng: Chính con nghi ngờ về việc ấy, con xin ưa muốn nghe. Đức Địa Tạng Bồ Tát nói Phật là con nghi ngờ việc ấy. Thực ra Ngài không có nghi. Bồ Tát Địa Tạng đã là đẳng giác Bồ Tát, Ngài muốn thành Phật lúc nào cũng được. Ngài còn dạy rất nhiều vị khác thành Phật rồi, cho nên Ngài thừa sức thành Phật. Nhưng Ngài vẫn giữ cương vị mình là Bồ Tát. Và đã là Bồ Tát thì mình vẫn cứ phải cung kính ở dưới Phật, đầy đủ cái lòng như vậy. Ở đây Ngài nói là con cũng nghi về việc này, là Ngài thay cho chúng ta. Con đi, con nghi, tức là con là chúng sinh, con với chúng sinh đều nghi chỗ này, con không hiểu đâu. Thầy ạ, Đức Thế Tôn ạ, xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con nhé. Đấy, để chúng ta thấy Bồ Tát khiêm tốn không? Mặc dù mình hiểu hết nhưng mà con cũng chưa hiểu đâu. Con hỏi nè, Bồ Tát hỏi thay cho chúng ta đấy. Đức Phật mới bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Này Địa Tạng Bồ Tát, trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các vị quốc vương, hàng tể phụ quan chức lớn, hàng đại trưởng giả, hàng đại sát đế lợi, hàng đại bà la môn, vân vân.
Ở đây Đức Phật nói, trong cõi Nam Diêm Phù Đề này có các vị quốc vương, tức là vua của một nước, quốc vương là vua của một nước, rồi hàng tể phụ, quan chức lớn, phải không? Hàng tể phụ tức là gì? Tức là cái hàng quan chức lớn, cái phụ là cha, tể tức là giống như là tể tướng đó ở trong triều, phải không? Hoặc là cha mẹ của các quan lớn, đấy gọi là tể phụ. Thế rồi giao nữa, hàng đại trưởng giả. Đại trưởng giả như ông Cấp Cô Độc là đại trưởng giả rất giàu có, Bà Tỳ Xá Khư là đại trưởng giả giàu có, người ta gọi là trưởng giả, tức là những người giàu có. Ở Việt Nam mình gọi là phú ông đấy, giàu như phú ông, địa chủ, nghe không? Hàng đại sát đế lợi. Đại sát đế lợi tức là những hàng thân cận của các vị vua chúa, gọi là thân quyến của vua chúa, gọi là trong hoàng tộc. Hàng đại bà la môn tức là những cái hàng mà có học thức ở trong xã hội, có địa vị. Ngày xưa ở Ấn Độ thì cái hàng bà la môn là cái hàng mà được cung kính nhất đấy, vì cái hàng này tất cả nghi lễ cúng tế là phải do hàng này làm, đức vua cũng không được làm, vua phải đến mời các vị này làm. Cho nên cái hàng này là hàng tu sĩ nhưng mà lại rất là được cung kính, được đầy đủ các điều kiện lắm đấy. Thế thì những cái người này đều là những người mà có duyên để bố thí, họ đều có tài sản giàu có cả nhé, chứ không phải họ, Đức Phật chưa nói đến những người ăn mày ăn xin đâu. Đây Phật nói đây này, những cái vị giàu có này, vua chúa quan quyền giai cấp đẳng cấp cao, có tài sản nhiều nhé, nói đến hàng này, tôi nói đến cái hàng này đây này. Nếu những cái vị này gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhẫn đến kẻ tật nguyền câm ngọng, kẻ điếc ngây mù quáng, gặp những hạng người thân thể không được vẹn toàn như thế. Đấy, Đức Phật nói những cái vị giàu có đấy đó, mà gặp những người nghèo túng cho đến kẻ tật nguyền câm ngọng ngây điếc mù quáng, gặp những hạng người thân thể không được vẹn toàn như thế, tức là gặp những cái người rất khổ, nghe không? Nghèo khổ túng thiếu, rồi tật nguyền, cơ nhỡ khó khăn. Lúc các vị quốc vương đó muốn bố thí, nếu có thể đầy đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hạ mình, tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ nghèo khổ đó, hoặc bảo người khác đem cho, lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi họ, các vị quốc vương đại thần đó sẽ đặng phước lợi bằng phước lợi công đức cúng dường cho 100 hằng hà sa chư Phật vậy. Chúng ta thấy gớm không? Đấy, Đức Phật dạy những ông vua chúa quan quyền, những vị trưởng giả giàu có, các hàng có của cải, muốn bố thí phải không? Các ông khi bố thí, các ông thấy những người nghèo khổ tật nguyền, cơ nhỡ hoạn nạn như vậy nhé, ông bố thí thế này này, ông phải làm sao khởi được cái tâm đại từ bi? Khó lắm thưa đại chúng. Có thể đây có nhiều vị có của tiền giàu có, nhưng mà đi từ thiện, đi bố thí chưa có cái tâm từ bi cũng khó đấy. Mà nhiều khi là cái gì, vì cái tâm vì danh thôi. Ôi giời, nhà mình giàu thế này mình không bố thí, nó bảo mình kiệt sỉ, đúng không? Các Phật tử trong đạo tràng bảo nhà mình tiền thì chất đống này, nhà thì đủ mấy cái nhà lầu, bao nhiêu cái phương tiện, mà mình không bố thí, Tết này không bố thí thì nó lại bảo mình kiệt sỉ, mang tiếng, thôi mình cũng phải bố thí một tí, hiểu không? Trích ra vài triệu đi bố thí quà Tết cho mấy cái nhà nghèo. Thế là mình có bố thí không? Có bố thí mà không có cái tâm chút nào. Cái tâm ấy không phải, cái tâm này vì danh, vì sợ người ta bảo mình là kiệt sĩ thôi, sợ tổn cái danh mình. Chứ không thì họ bảo mình kiệt sĩ thì mình đàng hoàng thế này mà lại mang tiếng kiệt sĩ. Thế thì cũng bố thí mà đâu có được cái tâm từ bi. Khi đi bố thí phải có tâm từ bi. Từ tức là ban vui, bi là cứu khổ. Nghe không? Khởi được cái tâm ban vui cứu khổ cho những cái người này. Thấy họ khổ quá, bệnh tật khổ quá, neo đơn khổ quá, tật nguyền khổ quá. Nếu mình như họ thì sao? Nếu họ là con mình, là mẹ mình, là anh em mình thì sao? Nếu mình rơi vào hoàn cảnh ấy mình thế nào? Mình đặt mình vào họ thì thế nào? Tết rồi về nhà chữa bệnh ở bệnh viện, về nhà cũng không có tiền mà ăn Tết, không có ai chăm sóc, thôi ở luôn bệnh viện thôi. Đấy, chùa mình đã đi từ thiện những chuyện ấy rồi. Thấy họ khổ không? Đấy, họ đau đớn trong cái cơn tuyệt vọng không có tiền chữa bệnh.
Như thế, mong mỏi sao có ai khởi lòng tốt cho mình một ít tiền thuốc để chữa bệnh, một ít tiền để ăn bồi dưỡng. Mình phải có cái đấy mới chỉ là lòng thương thôi, thưa đại chúng. Chưa phải gọi là đại từ bi. Nghe không? Đại từ bi, ở đây Phật nói, những vị này khởi được cái tâm đại từ bi, gọi là từ bi lớn, thì mới được. Nào, trong từ bi nhà Phật có mấy cái dạng từ bi. Thứ nhất ý, gọi là ái duyên từ bi. Đấy, ái duyên từ bi nghĩa là gì? Chúng ta thân ái với nhau, có tình với nhau, thì khởi cái tâm thương giúp. À, đây là người quen nhà mình, đây là người thân nhà mình. Đi từ thiện thì cứ chọn chọn cái khu nhà nào mà có người thân nhà mình ấy, họ hàng nhà mình ấy, đến đấy từ thiện, cho đồ tốt vào đấy. Đấy là ái duyên từ nhá. Thì cái này ấy, cũng gọi là từ bi, cũng thương họ khổ đấy. Nhưng vì họ là người thân nhà mình, là người có tình nghĩa với mình, quen biết, nhá, cho nên mình giúp họ. Thế thì chưa phải là được, chưa phải là lớn. Thứ hai, là đến hàng Bồ Tát thì gọi là có pháp duyên từ. Các vị Bồ Tát có pháp duyên từ là sao? Là các vị Bồ Tát thấy các pháp, biết được các pháp, biết nhân, biết quả, cho nên các ngài từ bi của các ngài sinh ra, từ trí tuệ mà sinh, cho nên gọi là pháp duyên từ. Bồ Tát có cái lòng từ, do hiểu pháp mà sinh ra lòng từ bi. Các ngài chắc chắn không có cái ái duyên từ như chúng ta. Nghe không? Đi đường mà gặp người tai nạn thì không phải đợi xem người đấy là người nhà hay mình, hay người không phải người nhà mình các ngài mới cứu. Các ngài khác chúng ta, cho nên gọi là pháp duyên từ, vì pháp mà sinh được cái tâm từ bi, được học pháp đấy. Cho nên ấy, các Phật tử đây chúng ta cũng thế, gắng học pháp để hiểu. Hiểu pháp rồi thì mình sẽ có lòng từ bi của pháp, gọi là pháp duyên từ. Còn đối với Phật thì gọi là Phật có lòng từ gì? Gọi là vô duyên từ. Đấy. Phật này gọi là lòng vô duyên từ. Vô duyên tức là Đức Phật không phải có nhân duyên gì. Lòng từ bi của Phật là tự nhiên, bình đẳng với tất cả chúng sinh. Tự nhiên và bình đẳng, không có một cái duyên gì cả. Chẳng phải anh này anh thân với Phật, anh này anh khen Phật đẹp, Phật giỏi, anh Phật mới cứu, hay là anh này anh cúng Phật nhiều hoa quả, Phật mới phù hộ nhá. Không phải đấy. Hay là anh này đi quy y với Phật, Phật mới phù hộ. Anh này anh chửi Phật, Phật không phù hộ. Anh này anh theo ngoại đạo, Phật không phù hộ. Anh này đi theo tà kiến, Phật không phù hộ. Không phải, Phật vẫn bình đẳng phù hộ như thường, nhưng mà theo duyên mà Phật phù hộ. Đấy, cho nên gọi là Phật là vô duyên từ. Vô duyên từ, bình đẳng. Lòng từ của Phật như ánh mặt trời chiếu sáng, như ánh mặt trăng tỏa dạng. Tất cả vạn vật đều được chiếu sáng. Thế nhưng mà còn hưởng được cái này không là do vật nữa. Ánh mặt trời chiếu sáng mà cái thau, cái chậu nó úp xuống dưới này thì nó có được chiếu sáng không? Nó nằm úp mặt xuống đất này. Cái chậu thau mình nó úp xuống đất thì nó có nhận được ánh sáng mặt trời không? Không nhận được. Đấy, thế như vậy ánh mặt trời không phân biệt là cái gì nó cũng chiếu hết. Nhưng mà duyên của mỗi loài, mỗi vật như thế nào sẽ được hưởng cái phần như vậy. Cho nên Đức Phật là vô duyên từ. Nghe cái chữ vô duyên này chúng ta đừng nghĩ Đức Phật là vô duyên theo kiểu thế gian. Ha? Mà vô duyên là Đức Phật không cần nhân duyên gì cả. Lòng từ bi của Phật là bình đẳng, chan giải với tất cả chúng sinh. Đấy là vô duyên từ. Đức Phật dạy các ông đại trưởng giả này, các ông sát đế lợi này, khi muốn bố thí hãy khởi đủ cái tâm từ bi rộng lớn, tức là phải khởi tâm từ bi rộng lớn, phải thương chúng sinh thật sự và muốn cứu khổ chúng sinh thật sự. Thưa đại chúng, ở đây chúng ta tự kiểm mình, chúng ta cũng bảo chúng ta làm phước báo từ thiện, chúng ta đã có tâm ấy chưa? Tâm mình chưa được thế đâu. Cũng đi làm từ thiện, Thầy biết nhiều Phật tử theo Thầy đi làm từ thiện, nhưng Thầy đo tâm thì Thầy biết chưa có Phật tử nào được cái tâm, kể cả cái tâm gọi là từ bi một chút cũng chưa được nhiều, chỉ thấy khổ ở thương khổ thế thôi. Còn cái từ bi này là từ sâu thẳm trong tâm mình vào cảm nhận như chính là mình vậy đấy, chứ không phải không đâu. Thương người còn như thể thương thân mình, thấy chúng sinh ấy chính như là mình vậy đấy. Đó, cái thương như vậy thật đấy thì mới gọi là lớn một chút. Đấy thưa đại chúng nhá, chúng ta phải cảm thấy được như vậy. Khi chúng ta biếu cho họ một chút quà, tâm mình phải thế nào? Không có một chút gì kiêu mạn trong đó, không có một chút gì vì danh ở trong đó.
hay cũng không khởi cái tâm là con bố thí này để con cầu kiếp sau con giàu có, vì Phật dạy bố thí là sẽ được giàu có. Khởi cái tâm con bố thí để kiếp sau con giàu đã là cái tâm mua bán rồi, tâm trao đổi rồi. Thế là ông này cũng là ông con buôn thôi, buôn mà đi bố thí cũng là con buôn. Thế con bố thí này, con bố thí hôm nay con bố thí 10.000, kiếp sau con phải được 100.000. Thế thì đấy là buôn cái kiểu ăn lãi lâu, lãi kiếp sau. Khởi tâm ấy cũng không phải là tốt, chưa phải là hay. Mặc dù việc bố thí là tốt, thầy vẫn tán thán, đại chúng vẫn tán thán, nhưng bố thí kiểu ấy là bố thí kiểu con buôn. Phải bố thí mà được như thế này mới là cái bố thí Phật dạy. Bố thí đầy đủ lòng từ bi, thương người. Đấy, thấy họ khổ như mình khổ, thương xót họ thật. Cho nên làm sao chùa chúng ta sau này đi từ thiện bố thí cũng phải chuẩn bị được cái tâm đó, thì mình mới hy vọng do cái phước báo ấy mình mới được nhiều phước báo. À, chứ còn bố thí chỉ là gọi là đi cho vui, và mình không đi thì người ta nói mình, thế thì chả được cái phước báo bao nhiêu nhá. Thế cho nên đây Phật dạy này, các cái ông này, quốc vương, tể phụ, quan lớn, trưởng giả này, khi bố thí như vậy phải khởi cái tâm từ bi lớn, đồng thời lại gì, lại phải có lòng vui vẻ tự hạ mình, hạ thấp mình xuống. Đừng nghĩ tôi là vua, tôi là quan, tôi bố thí, tôi thí cho các vị đấy, rồi nhìn họ dưới mắt, dưới tầm con mắt của mình. Nghe không? Hạ mình ở đây Phật dạy các ông phải hạ mình xuống. Thế thì cái này hoàn toàn phải tu tâm rồi, cho nên sẽ có công đức thôi. Làm sao mình bố thí mà mình hạ được mình mới khó đấy, thưa đại chúng. Thường khi chúng ta cho ai cái gì, bao giờ mình cũng nghĩ mình là hơn họ. Tôi thí cho ông, hay là cái người ban ơn. Bao giờ mình cho ai cái gì, mình cũng nghĩ mình là người ban ơn, ban phước cho họ, và mình nghĩ cao hơn. Đúng không? Ở đây Thầy nói, từ kể cả anh gác cổng, Thầy vẫn ví dụ đấy. Anh gác cổng mà người ta đến, người ta muốn vào chùa, xuống là phải xun xe, anh cho em vào lên chùa lễ Phật tí. Thế được nhá, hạch cho họ một hồi xong mới mở cổng, tức mình cũng tôi ban ơn đấy. Tôi quý hơn ông bảo vệ vẫn quý hơn cả ông quan ngồi trên xe. Nghe không? Đây đấy, cái kiêu mạn của mình ấy, không phải kể là ở tầng lớp nào, đến năm người ăn mày cũng kiêu mạn, chứ không phải không đâu. Ăn mày mà nhìn thấy mấy ông nó đi trên đường, đi những cái xe sang trọng, nhiều khi cũng kiêu mạn, ôi giời, mấy thằng này toàn vớ vẩn, toàn cậy tí tiền đấy. Đấy, vẫn xem thường họ được, ăn mày cũng xem thường người ta. Đấy, thế đấy. Chứ có biết hạ mình đâu, có biết nhìn là mình kém cỏi, mình ít phước báo đâu. Đấy, cho nên cái tâm kiêu mạn nó ngấm ngầm trong tất cả chúng ta. Cho nên dẹp được những tâm này để hạ mình xuống. Ông quan mà hạ được mình xuống khi bố thí, này chúng thế phải điều phục cái tâm này rất khó đấy nha. Điều phục thế nào để khi mình bố thí mà hạ được cái tâm, tâm mình hạ thật, nghe không? Giống như chính mình là cái người đi nhận những cái của thí, bố thí này. Hạ mình xuống, mình là ông quan, là ông vua mà khi đi bố thí mà tâm mình giống như mình cái người ăn mày ăn xin này này. Mình hạ mình xuống đến như vậy đấy. Rồi tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó. Tự tay mình đem ra. Hoặc nếu mà tự tay mình không đem ra, cho người khác đem ra, thì phải bảo họ dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi những người nghèo khổ đó. Phải dạy cái người ăn, người ở nhà mình, khi mà đem cái này ra bố thí, phải bảo họ ăn nói thế nào, truyền lại cái tâm của mình cho họ. Cũng giống như các quý Phật tử ở nhà đấy, người ăn mày ăn xin đến cửa, chúng ta bảo con mình cho ra cho họ bò gạo, đồng tiền, ta phải bảo con phải nói với các bác như thế này, thế này thế kia, bảo mẹ cháu bận, mẹ cháu không ra được, mẹ cháu cho cháu bỏ gạo và mang ra biếu bác vui vẻ, bác nhận cho nhà cháu nhé, bác nhận cho mẹ cháu được vui lòng đấy. Ví dụ thế, mình nói như thế nào đấy với thật cái lòng của mình, mẹ cháu cảm ơn bác. Đấy, phải hạ mình như vậy đó. Thế thì Phật dạy sao, những vị như vậy sẽ được phước lợi bằng phước lợi cúng dường cho 100 hằng hà sa chư Phật vậy. Các bạn thấy không? Đấy, chứ không phải là cúng Phật, đến đây cúng Phật mà đã là lớn, mà cúng dường bố thí như thế mà được phước báo Phật dạy là bằng 100 hằng hà sa cúng dường cho chư Phật đấy. Nhưng chúng ta phải tự kiểm tâm mình có được như thế này không? Nghe không? Được như thế này không? À, bố thí cho người ăn mày mà với tâm như thế thì công đức bằng cúng dường Phật, vì do tâm mình bình đẳng, không cao thấp. Nghe không? Tâm bình đẳng, không cao thấp mà được như vậy đấy.
Nhưng chúng ta phải xem tâm mình thật kỹ nhé. Nghe không? Thật kỹ. Không mai mốt hôm nay nghe Thầy giảng thế này rồi mai mốt chỉ đi tìm ăn mày bố thí thôi, không đi lên chùa cúng Phật nữa. Vì bố thí cho ông ăn mày nữa là bằng 100.000 hằng hà sa Đức Phật. Thế lúc ý là tâm mình có cao thấp không? Lại nghe giảng thế này là lại tính toán rồi, lại con buôn rồi. Đấy, nghe bảo bố thí cho mấy ông ăn mày ăn xin này nhiều hơn, được phước nhiều hơn Phật. Thế là lại chỉ chuyên đi bố thí ăn mày. Thế là lại chết rồi. Lại, đấy là bất bình đẳng rồi, lại tính toán rồi. Đấy. Thế là cái tâm tính toán chúng ta nó lại xen vào rồi, thế thì chả bình đẳng tí nào. Nghe không? Nhớ, cho nên ý, muốn bố thí thế nào thì phải quay về dọn sửa tâm mình đi đã. Nhớ, tâm mình nó thật thanh tịnh, thật trong sáng thì tự nhiên nó được. Chứ còn đem cái tâm tính toán kiểu này mà đi thì lại cũng lại vào sai lầm. Nghe, lại vẫn không được phước báo như thế. Nhớ. Lại làm sao vậy? Chính bởi vì các vị quốc vương đó phát tâm đại từ bi đối với kẻ rất mực nghèo cùng và với những kẻ tàn tật kia, cho nên phước lành được hưởng quả báo như thế trong 100.000 đời, thường được đầy đủ những đồ thất bảo, huống là những thứ để thọ dụng như y phục, đồ uống ăn, vân vân. Đấy, vì Phật dạy, tại sao lại được như vậy? Vì những vị này khởi được cái tâm từ bi, đại từ bi với tất cả những kẻ nghèo khổ như vậy mà được. Đấy, cái tâm đại từ bi của họ phải ngang như thế, là như giống như Phật rồi mới có cái chữ đại từ bi. Chúng ta chưa mấy ai làm được điều đó đâu. Nghe không? Không đơn giản đâu thưa đại chúng. Trong đời của bản thân Thầy thì có một lần Thầy đi bố thí cho một bà cụ hôm gần Tết rồi. Thế thì mà khi xuống bố thí cho cụ ấy thì đúng là trước đấy mình cũng được học kinh Phật, mà mình thấy cụ gần Tết rồi mà vẫn phải đi lang thang. Xuống bố thí mà mang cơm xuống cho cụ, mình còn phải dâng lên cho cụ ăn, cụ cũng mệt quá, chẳng muốn ăn. Đấy, không ăn. Rồi mình hành cái pháp cung kính với cụ. Ngay kể cả câu chuyện hôm cũng 27 Tết, trên đường đi xe từ, đạp xe từ Hà Nội về quê, thấy bà cụ bà phải đi bán cái lồng bàn đấy. Thế mới đi gần cụ hỏi sao Tết rồi cụ vẫn phải đi bán, rồi tôi rồi con cái chúng nó bất hiếu chả đứa nào nuôi tôi phải đi bán cái này chú ạ. Thế bảo thế thì thôi, bây giờ ấy thì thôi, thế tối cụ ngủ đâu, tôi ra chợ, quán chợ tôi ngủ ở trong chợ. Thấy rất là tội nghiệp. Thế Thầy mới bảo thôi, thế thì cụ có bao nhiêu lồng bàn cụ bán hết cho con. Thế mà đang trên đường để đi về quê ăn Tết, thế là mua hết số lồng bàn cụ, treo đằng trước, treo đằng sau, cuối cùng không còn, treo cả lên đội, cả lên đầu. Đi ngông nghênh giữa đường phố vậy đấy. Đi giữa đường phố đội lồng bàn, thế mà ông thanh niên đi giữa đường phố mà đằng trước lồng bàn, đằng sau lồng bàn, đội cả lên đầu nữa. Thế nhưng mà tâm mình nó lại vui ơi là vui, rất là hạnh phúc. Mình thấy mình đã làm được một việc để cho bà cụ hoan hỉ, vui lắm. Thế xong Thầy đương nhiên Thầy nghĩ là phải giải quyết số lồng bàn này thì Thầy lại mang đến chùa một cột, Thầy cúng vào chùa một cột. Đấy. Cụ hôm sư cụ đấy mà ở thế sao mà chú Hiếu hôm nay lại đi mang lắm lồng bàn thế này. Nên bạch nhân duyên cho chủ và thôi cụ nhận cho con mua giúp cho cái bà cụ đi bán gồng cánh, tội nghiệp quá. Thế Thầy chúng, Thầy cũng chưa dám nghĩ đấy, mình đã có lòng từ bi đâu, nhưng chỉ gọi là một cái chút cái đồng cảm lòng thương thôi, nhưng mà mình đã có cái niềm vui như vậy rồi đấy, bố thí tâm hoan hỉ như vậy đấy. Thầy nghĩ mình tích góp nhặt nhạnh từng những cái phước bóng chừng chút một như vậy. Thế thì ở đây nếu ai bố thí được đúng như lời Phật dạy thế này thì quả thật phước báo bằng cúng dường hàng trăm ngàn hàng hà sa Đức Phật, không phải chuyện nhỏ. Vì tâm của người này bình đẳng, tâm bình đẳng. Lại này nữa, Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau như có vị quốc vương cho đến hàng Bà La Môn nào gặp chùa tháp thờ Phật hoặc hình tượng Phật cho đến hình tượng Bồ Tát, Thanh Văn hay Bích Chi Phật, đích thân tự sửa sang cúng dường bố thí, vị quốc vương đó sẽ được lợi ích trong ba kiếp làm vị trời đế thích, hưởng sự vui sướng tốt lạ. Đây, nếu ai gặp chùa tháp thờ Phật này, hình tượng Phật cho đến hình tượng Bồ Tát, Thanh Văn Bích Chi Phật mà đích thân tự mình sửa sang cúng dường bố thí. Đấy, cho nên là xây chùa này, tô tượng này, đúc chuông. Đó, trong dân gian mình có câu đó, ba công đức ấy thập phương nên làm là chỗ này. Ai mà chân thật như vậy cúng dường bố thí thì sẽ được phước trong ba kiếp làm vị trời đế thích. Làm đời ba kiếp làm trời đế thích. Mà chúng ta biết trời đế thích tuổi thọ rất là dài. Ba kiếp làm trời thích tuổi thọ bao nhiêu ngàn vạn năm.
phải ít đâu. Ông trời Đế Thích ấy, từ ngày xưa đến bây giờ ông vẫn còn tồn tại, từ thời Phật đến giờ ông cũng vẫn sống, chứ ông chưa hết kiếp của ông đâu. Đó, thì chúng ta chỉ cần đấy làm cái việc phước báo như thế thôi, được phước báo như vậy. Nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong pháp giới, thì vị quốc vương đó trong 10 kiếp thường được làm vị trời Đại Phạm Thiên Vương. Cũng làm cái việc phước như vậy mà chúng ta lại biết hồi hướng phước báo này cho ai? Cho tất cả chúng sinh trong khắp pháp giới. Chỗ này ở đây là cái phép tu tập để đại chúng hiểu này. Thế thì chúng ta không phải để chúng ta tính toán, nhưng chúng ta biết từ cái tâm mình, phải tự tâm mình này này, học hiểu rồi xong phải biến thành của mình. Khi con làm được phước thiện, một việc phước thiện tốt lành, con hồi hướng, con mong mỏi cho tất cả chúng sinh cũng có tâm lành như con. Thấy à? Cái tâm của mình như vậy, con muốn tất cả chúng sinh đều được phước lành, đều được tâm lành như con. Thì tâm của người này khác với tâm của cái người không biết như thế. Cái người không biết thì chỉ biết con làm phước là để con hưởng đã. Còn bây giờ cái người này làm phước mà người ta còn mong cho mọi người khác đều biết làm phước và đều được hưởng phước như thế. Tâm họ rộng lớn hơn. Đấy, cho nên cái pháp hồi hướng của nhà Phật chúng ta là giúp để chúng ta mở rộng tâm mình ra, chứ không phải chỉ nghĩ cho mình. Khi mình mở rộng tâm mình ra thì mình sẽ cái phước mình sẽ lớn hơn. Thưa đại chúng, giống như bản thân Thầy, trước khi đi tu Thầy cũng cân nhắc đấy. Nếu mà mình ở tại gia, lấy một cô vợ, sinh vài đứa con, thì cũng tu, cũng học Phật Pháp thì cũng chỉ làm lợi ích được cho một cô vợ vài đứa con, rồi cùng lắm là làm lợi ích cho gia đình một tí thôi, dòng họ một tí thôi, đúng không? Thế còn bây giờ Thầy bảo mình đi tu, mình sẽ làm lợi ích được cho đông người, nhiều người hơn. Thế thì hai cái này anh chọn cái nào? Cuối cùng là quyết định cắt bên này về, đi theo bên này. Nghe không? Đi theo bên này, chọn cái lớn hơn. Đấy, cái này là cái phục vụ được người, mọi người được số đông, được lợi ích. Đấy, thì thưa đại chúng cũng thế đó. Tâm chúng ta cũng thế, khi nào chúng ta mở rộng tâm mình ra thì cái phước báo của mình sẽ lớn. Khi nhận chùa Ba Vàng này Thầy cũng nghĩ thế. Làm sao cái tâm nguyện ở đây phải xây dựng được đại chúng, xây dựng được tăng đoàn và hoằng dương được Phật Pháp. Thấy Phật Pháp hay phải làm cho Phật Pháp lan tỏa đến nhiều người, lợi ích được cho tất cả nhiều người. Tâm nguyện như vậy. Đấy, cho nên trong phát tâm Bồ Đề của Thầy, tức là bây giờ thành của chùa đấy, là con nguyện đem ánh sáng Phật Pháp phổ độ khắp tất cả quần sinh đồng thành Phật Đạo. Ánh sáng của Phật Pháp phổ độ khắp tất cả quần sinh. Ai cũng biết Phật Pháp và ai có duyên với Thầy thì cũng sẽ đều có duyên với Phật Pháp, để đều biết đến Phật Pháp, quy kính Phật Pháp, học Phật Pháp, tu Phật Pháp. Đấy, thế cái tâm nguyện mình phải như vậy. Hồi ý thưa đại chúng, Thầy mới về chùa Ba Vàng này tiền còn không có, làm gì dám nghĩ xây cái chùa to này. Nhưng mà lúc ấy vẫn nghĩ sau này phải xây cái chùa như thế để làm Phật Pháp. À, nếu cái ý nghĩ đó mà không có nhân duyên phước, không bao giờ mà chúng ta làm được cái điều này. Đấy, nhưng mà từ cái ý nghĩ ban đầu đấy, thưa đại chúng, quả thật như vậy. Có nhiều những Phật tử mới đến với Thầy ngày đầu, Thầy đưa cho cái chương trình dự án làm chùa, họ nghĩ là Thầy hoang tưởng, chắc ông Thái Minh ông bị hoang tưởng rồi. Ăn thì mấy củ lạc còn chưa có, nữa nghĩ gì làm cái chùa to như thế này mà ông vẽ ra thế này. Quả thật lúc ấy là như vậy đấy. Quả thật lúc ấy ai đến Thầy cũng nghĩ đúng là hoang tưởng thật chứ. Còn sao mà quả thật bây giờ công trình nó thành như vậy. Đại chúng bây giờ như thế này. Đấy thưa đại chúng, từ những cái đấy nó thành sự thật. Phải từ cái tâm lượng của mình. Nếu Thầy cũng cứ nghĩ là thôi mình chỉ nhận cái chùa xây đấy xong rồi mình thoải mái. À, có cái chùa rồi có Phật một tí Phật tử thế là ăn chơi thoải mái. Thế thì lại khác rồi. Khác đi đường khác ngay. Nhưng tâm nguyện của mình thấy Phật Pháp hay, muốn hoằng dương cho tất cả. Ai ai cũng có duyên với Phật Pháp. Được tu, được học, được tiến bộ, được tăng trưởng công đức phước lành. Tâm nguyện như vậy. Chứ có phải là Thầy nghĩ thế kia đâu. Có nhiều vị đấy cũng còn nghĩ là thôi cứ có chùa thế xong giờ là rảnh rồi, chùa xong rồi ăn chơi thôi, đúng không? Ăn chơi đó. Ăn chơi được, cũng chẳng ai bắt bẻ mình cả đấy. Nhưng mà ăn chơi rồi là sao? Sa đọa. Đấy thưa đại chúng, cho nên bây giờ chùa mình, chùa đã xây xong, đại chúng đã gây dựng, thì bây giờ phải vào tu hành để tiếp tục tăng trưởng công đức phước báo nữa. Chứ tăng phải tăng trưởng, Phật tử phải tăng trưởng công đức phước báo vào cái chỗ tu tập chân thật, không dừng lại ở chỗ này, tất cả đều phải vào chữ tu tập. Nghe không? Đó. Thế thì ở đây Phật dạy, nếu những vị quốc vương bố thí như thế lại biết hồi hướng công đức phước báo này cho pháp giới chúng sinh, thì vị này trong 10 kiếp được làm đại trời Đại Phạm Thiên Vương,
không phải làm ông trời Đế Thích, lại còn lên cao hơn, làm ông Đại Phạm Thiên Vương. Nghe không? Ông Đại Phạm Thiên Vương là ông trời rất là cao trong cõi dục giới. Đấy, ông này là cái ông mà hạ thân xuống thỉnh Phật thuyết pháp đầu tiên ở dưới cây Bồ Đề đấy. Đấy, là chính ông này. Thế mà được làm Đại Phạm Thiên Vương còn to hơn Ngọc Hoàng Đế Thích, to hơn rất nhiều. Thì chỉ do cái tâm ông hồi hướng thôi, có mất gì đâu nào. Khởi cái tâm, con làm việc phước thiện này rồi, con lại mong muốn cho tất cả mọi người, mọi chúng sinh đều được hưởng phước thiện như con. Đấy là hồi hướng. Cho nên các Phật tử cũng thế, khi chúng ta tu tập, chúng ta có một chút công đức phước lành gì, chúng ta đều mong mỏi muốn cho mọi người. Mong mỏi mà chúng ta phải biến nó thành hành động thật sự nhé. Phải thật sự, ví dụ Phật tử ở đây, Thầy nói các trưởng phó đạo tràng phải thật sự đi các thành viên của đạo tràng mình, khuyến tấn họ tu tập, mình phải có làm gương. Cứ hô hào anh chị em bố thí đi, cúng dường đi, nhưng bản thân tôi thì tôi chẳng bố thí cúng dường gì cả. Thế thì làm sao được? Bảo mọi người tu đi, nhưng bản thân tôi lại bỏ, không tu, không học. Thế thì làm sao được? Bản thân tôi phải làm gương, tôi chân thật như vậy. Đấy, thì mình mới thật sự có phước báo được. Nghe không? Đấy là lẽ chân thật. Nhá, chúng ta tu tập là như vậy đấy. Tất cả phải bằng hành động thực tế, không thể chỉ nói miệng được. Chúng ta bảo mọi người giữ giới, lên chùa nghe Thầy dạy giữ giới, về bản thân mình thực tập giới Phật và mình giữ giới. Thế mới được, chứ không phải mình cứ hô mọi người giữ giới, còn mình thì cứ phá giới, phải không? Cứ chơi bời thì không được. Đó, cái lẽ thật là như vậy. Lại thế này nữa, Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, nếu có vị quốc vương cho đến hàng Bà La Môn nào gặp chùa tháp của Đức Phật thuở trước, hoặc là kinh điển hay hình tượng bị hư sụp rách nã nát, liền có thể phát tâm tu bổ lại. Vị quốc vương đó hoặc tự mình đích thân sửa sang, hoặc khuyến hóa người khác, cho đến khuyến hóa 100.000 người khác cùng chung bố thí cúng dường để kết duyên lành. Vị quốc vương đó trong 100.000 đời thường được làm vua chuyển luân, còn những người khác chung cùng làm việc bố thí đó trong 100.000 đời thường được làm vua của các nước nhỏ. Đấy, bây giờ chúng ta, Phật dạy những cái vị này, nếu gặp chùa thờ Phật này, kinh điển của Phật bị cũ này, sụp đổ này, rách nát này, kinh điển thì rách nát, hư hỏng, chùa thì sụp, à, rồi cũng hư hỏng, mà tự mình lo sửa sang, xong rồi lại đi khuyến hóa 100.000 người khác cùng mình sửa sang, tự mình, thì người này phước báu sẽ làm gì? Trong 100.000 đời được làm vua chuyển luân. Vua chuyển luân Thánh Vương là, thưa đại chúng, lớn lắm, không phải chuyện nhỏ. Còn những cái người mà cùng với mình để đi làm việc này sẽ được làm vua của các nước nhỏ. Đấy, thưa đại chúng, không phải dễ đâu. Nghe không? Cho nên cái việc khuyến hóa nhau làm việc thiện, cái này đúng trong tam phước vãng sinh. Phật dạy khuyến tấn người khác tu hành, tích lũy phúc báo. Đó, cho nên các Phật tử cũng thế, chúng ta đi tu, chúng ta lại phải khuyến khích, trước hết là giáo hóa trong nhà mình, cho chồng mình, cho vợ mình, cho con mình, cho cháu mình đi tu học. Rồi mình giáo hóa rộng ra hàng xóm, bạn bè ở khu phố của mình, ở làng xóm mình đi tu học. Thế là mình được lợi ích thôi. Bây giờ cả làng mình cùng là người thiện cả, chúng ta thấy sống có sướng không? Chả có trộm cắp gì cả, chả nhà ai ăn trộm nhà ai, thoải mái. Thế thì an lạc nó đến ngay rồi đấy. Cho nên cái thiện là chúng ta phải nhân nó lên. Cái thiện nhân lên nó được bao nhiêu cái lợi ích. Đấy, đại chúng lên chùa mình ấy, giờ chưa tăng đấy, chưa tăng chưa đi hay không? Chả phải lo cái gì cả. Đấy, rất tự giác. Cho nên ở bên ngoài các bác đánh giá bảo, nếu mà đứng ra xây cái chùa Ba Vàng này là phải một cái tổng công ty đứng ra xây dựng, trong khi chùa mình chỉ có mấy thầy, mấy sư thôi. Chả phải nhiều sổ sách, giấy tờ, ban bệ gì, thế mà công việc cũng vẫn tròn, vẫn xong. Chẳng ai phải lo nghi ngờ ai. Đấy, thế là do cái này là gì? Do chúng ta khuyến hóa nhau cùng làm việc thiện, cùng tu tập, cùng tự giác mà được cái phước ấy. Rất là nhàn, nghe không? Đấy, còn nếu mà xây cái chùa mình là phải một tổng công ty, rồi ban nọ bệ kia, làm xong còn phải kiểm tra, giám sát, thanh tra, xem có ông nào ăn đút lót, ông nào thế nọ thế kia không? Chùa mình chả phải lo, thầy chả có thể phải lo cái chuyện đấy. Chúng ta thấy sướng không? Nếu ai trong đời cũng sống giống như các thầy thế này, chúng ta thấy nhàn không? Đỡ rất nhiều, mấy cái ngành tòa án, viện kiểm sát là gần như phải dẹp, làm gì còn những cái chuyện nữa, đúng không? Nhàn lắm, công an cũng phải dẹp đi rồi, chả phải bận tâm nữa. Đấy. Cho nên sống được như vậy, giữ được năm giới của Phật thì những cái ngành ấy đã giảm đi rất nhiều biên chế rồi đấy.
À, cái lợi ích của quốc gia được tăng lên, cái phúc lợi công cộng sẽ được tốt lên, do không có những người ác xấu nữa. Đó. Nếu lại ở trước chùa tháp, có thể phát tâm đem công đức cúng dường bố thí đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh giác. Được như vậy thì vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành Phật cả, bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên. Cũng làm việc thiện này, các Phật tử đấy chung tay cùng với quý thầy xây dựng ngôi Tam Bảo chùa Ba Vàng như này. Sau đó con có phước lành công đức này, con xin hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Con nguyện công đức con tu tập này, con hồi hướng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hồi hướng về thành đạo, nguyện cầu thành Phật. Thì Phật dạy những người hồi hướng thế rồi đều sẽ thành Phật hết, và quả báo, cái phước báo cũng rất lớn. Đấy, đấy là cái cách để chúng ta sinh ra phước báo lớn. Các Phật tử nhớ chưa nào? Lại này nữa, Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương hay hàng Bà La Môn gặp những người già yếu, bệnh tật và kẻ phụ nữ sinh đẻ, nếu trong khoảng chừng một niệm sinh lòng từ lớn, đem thuốc men, cơm nước, giường chiếu bố thí, làm cho những kẻ ấy được an vui. À, bây giờ Phật nói thêm, những cái vị quốc vương này gặp những người già yếu, bệnh tật, kẻ phụ nữ sinh đẻ, nhớ, nếu trong khoảng một niệm sanh lòng từ lớn mà đem thuốc men, cơm nước, giường chiếu bố thí, làm cho những kẻ ấy được an vui. Ở đây phải nói là sao? Những cái người già yếu tật bệnh, kẻ phụ nữ thai sản nạn này phải thật sự là những người cô cùng, nghe không? Chứ không bây giờ chúng ta lại cứ chọn mấy cái bà sắp đẻ toàn con nhà giàu thì mang đến tôi bố thí cho nó, hoặc con mình, cháu mình, nghe không? Thì không phải, phải là những cái người bần cùng rồi, nha. Chúng ta bố thí nó mới đúng là đối tượng. Chứ họ cũng đang giàu sang thế này, phú quý này, mình mang tiền của đến cho họ, tôi cũng bố thí cho người sắp đẻ đấy. Hiểu thế là sai, phải không? Để làm cho họ được an vui. Đấy, người ta đang bần cùng, đang khốn khổ, đang gặp nạn đây, người ta sắp đẻ, và bao giờ người ta đi giữa đường. Giữa đường thì không kể giàu nghèo, người ta sắp đẻ, sắp sinh, mà mình đến mình trợ duyên giúp đỡ cho người ta, đều có phước báo như thế, nghe không? Hoặc đi dọc đường người ta tai nạn như thế đấy, không có ai giúp đỡ, mình đến mình giúp đỡ. Đấy, giữa đường không có ai, đường đồng không, mình đến gặp, mình cứu giúp người ta, phước báo. Những phước đó rất không thể nghĩ bàn đến được. Trong 100 kiếp thường làm vua trời tịnh cư, trong 200 kiếp thường làm vua sáu tầng trời cõi dục, không bao giờ còn đọa vào ác đạo, cho đến trong 100.000 đời lỗ tai không hề nghe đến tiếng khổ, rốt ráo sẽ được thành Phật đạo. Hay không? Đấy, chúng ta bố thí đúng đối tượng như vậy, chúng ta sẽ được cái phước báo này, làm trời cõi trời tịnh cư, cao hơn cõi trời dục giới, cao hơn cả Đại Phạm Thiên Vương.